Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 26 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những tình cảm của cán bộ và nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng quà thương binh tại thành phố Hưng Yên. Huyện Quế Châu quan tâm người có công. Tiên Lữ tích cực chống úng và hỗ trợ giống diện tích lúa bị ngập. Kính thưa quý vị và các bạn, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, 13 giờ chiều nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng bào chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình trọng thể tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất tài năng, bản lĩnh trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong những ngày quốc tang tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có gần 6.000 đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, đoàn thể trung ương, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và 100 đoàn đại biểu quốc tế, gần 200.000 đồng bào đồng chí đã đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, tại hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và 500.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang truy cập chia buồn qua sổ tang điện tử. Nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã đến viếng, gửi điện chia buồn đến Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước để tỏ lòng tiếc thương vô hạn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn viếng của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban sở ngành đoàn thể địa phương và đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ truy điệu và tiễn đưa an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức trọng thể. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hàng vạn đồng bào, chiến sĩ, bạn bè quốc tế đã tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Tháng 12 năm 1967. Thưa quý vị và các bạn, 13 giờ chiều nay, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành tại nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Cùng với đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, nhân dân tỉnh Hưng Yên bày tỏ niềm kính trọng, niềm tiếc thương vô hạn khi xem lễ truy điệu, lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sóng truyền hình. Mỗi người có một cách thể hiện sự tôn kính, tiếc thương vô hạn riêng, nhưng tất cả đều dâng trào cảm xúc, cảm phục đạo đức cách mạng, tấm lòng yêu nước, thương dân của vị Tổng Bí thư hết lòng phục sự Tổ quốc, phục sự nhân dân. Trước thời khắc diễn ra lễ truy điệu, lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng, cựu chiến binh Trần Trung Thông, năm nay đã 77 tuổi, cùng các cán bộ, cựu chiến binh ở thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, bày tỏ sự xúc động, tiếc thương vô hạn
trước sự ra đi của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, một nhà lãnh đạo xuất sắc đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, người đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước, cho dân tộc. Vẫn biết sinh lão bệnh tử của đời người không tránh khỏi, nhưng ông cùng mọi người cảm phục Tổng Bí thư vì đến những giây phút cuối đời vẫn tận hiến cho đất nước, dân tộc. Bản thân tôi thấy là học tập ở Bác rất nhiều về cái phong cách, đạo đức và lối sống. Cả một cuộc đời hy sinh cống hiến cho Tổ quốc, ít có ngày được nghỉ ngơi mà học tập ở Bác về con người và công việc, sự hy sinh hết mình cho đất nước, cho Tổ quốc. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời thì đây là một cái tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, các lực vũ trang và trong đó của bản thân chúng tôi. Thế thì không những là đối với trong nước như thế, đối với ngoài nước cũng được nhân dân các nước, bạn bè người ta cũng khâm phục. Là vì sao có cái tình cảm như thế? Là vì đồng chí Nguyễn Phú Trọng là vì sống sát dân, gần dân và thương dân. Cái thứ ba đấy là có cái đường lối, cái chủ trương, cái quyết sách đúng với lại cái sự phát triển của thế giới hiện nay. Cái thứ tư đấy là cái thành tựu rất là to lớn, đó là dũng cảm trong cái việc đấu tranh chống tham nhũng và chống tiêu cực. Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ hôm biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ngày nào anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Đức Chính ở thôn Kênh Bối, xã Vân Du, huyện Ân Thi cũng theo dõi thông tin trên báo, truyền hình để đọc, nghe, xem tất cả các bài viết, đặc biệt là hình ảnh về đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trước thời khắc tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông nghẹn ngào, xúc động bởi một nhân cách lớn của dân tộc đã ra đi. Một trái tim nhân hậu đã ngừng đập, nhà văn hóa lớn, nhà lý luận xuất sắc, vị Tổng Bí thư kiên trung với lý tưởng cách mạng. Dân tộc Việt Nam, ai thương tiếc và biết ơn đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong cái thời gian mà đồng chí nên lãnh đạo đất nước. Từ đó phải nói là dân tộc Việt Nam rất có uy tín quốc tế, mà trong nước thì phải nói là nhân dân và cả nước thay đổi chưa từng có bao giờ như bây giờ. Và tôi rất mong các đồng chí về sau kế thừa cái vị trí của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, và là kể cả lãnh đạo, kể cả về mặt chính quyền, thì làm thế nào cứ phát huy cái truyền thống của đồng chí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, làm thế nào mà đưa dân tộc Việt Nam càng ngày càng phát triển và càng có uy tín quốc tế. Gần 13 giờ chiều nay, đồng chí Đỗ Thị Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Kết, huyện Quai Châu cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ xã đã có mặt tại trụ sở làm việc. Hôm nay, mọi người đến cơ quan sớm hơn mọi ngày để xử lý công việc và theo dõi lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được truyền hình trực tiếp. Với Bác là một cái tấm gương, trước hết đó là cho tôi để tự soi, tự sửa với những cái hành động giản dị, mộc mạc của Bác, với cái đạo đức của Bác đã truyền cho nhân dân cũng như là truyền cho thế hệ. Và bản thân tôi là một bí thư ban chấp hành đảng bộ sẽ lấy đó để quán triệt trước tập thể ban chấp hành đảng bộ, trước cán bộ và nhân dân để học tập làm theo nương gương Bác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn đời cho Đảng, đất nước, dân tộc. Tổng Bí thư là tấm gương sáng, mẫu mực của một người chiến sĩ cộng sản suốt đời cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, phục vụ nhân dân. Cùng với toàn Đảng, toàn quân và đồng bào cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên nguyện đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng tỉnh Hưng Yên hưng thịnh, bình yên, tiến tận xa. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất như lời huấn thị của đồng chí Tổng Bí thư trong những lần về thăm
và làm việc với tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong từng thời kỳ phát triển. Vì vậy, tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố Hưng Yên. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, đoàn đại biểu tỉnh đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam. Trước anh linh Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên xin hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tận dụng phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là quê hương thân mẫu của Bác Hồ. Tiếp đó, đoàn dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là tấm gương sáng về sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng và trong công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập của đất nước. Viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, đoàn đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên nguyện ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà thương binh các Quang Hiệt ở số nhà số 50, đường Trưng Nhị, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ông Cáp Quang Hiệt, 88 tuổi, là thương binh tỷ lệ 21%, nguyên là cán bộ công tác tại quân khu 3, bị thương năm 1954, hiện ông sống vui vẻ cùng con cháu. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tặng quà ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe thương binh Cáp Quang Hiệt. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc ông có thật nhiều sức khỏe, sống trường thọ, vui vẻ hạnh phúc bên con cháu. Đồng chí mong muốn các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ phát huy truyền thống tốt đẹp, gương mẫu chấp hành, vận động người thân, nhân dân địa phương thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, các cấp trên địa bàn huyện Khoái Châu luôn làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa với công tác chăm sóc các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đặc biệt, huyện đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực trong xã hội đảm bảo ổn định đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người có công. Có chồng là liệt sĩ Đỗ Khắc Trãi, hy sinh tại mặt trận Việt Nam năm 1968. Bà Trương Thị Đính ở thôn Phú Mỹ, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu còn nhớ rõ thời điểm khi chồng nhập ngũ từ năm 1961. Đến năm 1968, ông chỉ về gặp bà vỏn vẹn có hai lần.
để lại cho bà hai người con chưa biết mùi của bố. Người con trai ở cùng bà bị tai nạn và đã mất 15 năm nay. Được sự quan tâm của các cấp cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh, năm 2023, địa phương đã huy động được nguồn xã hội hóa, xây mới căn nhà cho bà với tổng số tiền 250 triệu đồng. Quan tâm xây cho tôi cái nhà, tất cả đầy đủ, không thiếu gì nữa. Thì tôi thấy là rất là hạnh phúc. Trên địa bàn xã hiện nay thì có 192 đối tượng thân nhân người có công và người có công. Chúng tôi chú trọng cái nguồn xã hội hóa, kêu gọi các cái doanh nghiệp, các nguồn lực. Năm vừa rồi thì xã cũng huy động được gần 300 triệu để làm sao mà đối tượng người có công có cuộc sống ổn định và tốt nhất. Ngôi nhà rộng gần 70m² vừa được sửa sang rộng rãi với số tiền bằng nguồn ngân sách và xã hội hóa hơn 100 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Vượng là vợ liệt sĩ ở thị trấn Quai Châu, mới được khánh thành vào tháng 7 vừa qua. Hàng năm, các chế độ trợ cấp hàng tháng, quà tặng vào các dịp lễ được chính quyền địa phương hỗ trợ đầy đủ, đảm bảo cuộc sống cho gia đình bà. Bao nhiêu năm rồi, bây giờ được cái nhà cơ quan, các nhà đoàn thể giúp đỡ đẹp, phấn khởi, không lo nghĩ gì nữa. Huyện Quái Châu có trên 3.000 người có công. Từ năm 2023 đến nay, bằng nguồn lực của các cấp cũng như nguồn xã hội hóa, huyện đã xây mới và sửa chữa trên 170 nhà ở cho người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. 40.000 xuất quà với số tiền gần 20 tỷ đồng được trao tặng đến gia đình chính sách người có công. Trong đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện huy động được trên 1 tỷ đồng và có kế hoạch hỗ trợ sửa chữa 10 ngôi nhà cho hộ gia đình người có công trên địa bàn huyện. Và năm 2024 chúng tôi huy động được gần 450 triệu đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công, đảm bảo cuộc sống, gia đình, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian tới huyện Khoa Châu tiếp tục phát động sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi để các thương bệnh binh, gia đình chính sách phát huy ý chí tự lực tự cường, để đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng tốt đẹp hơn. Sau 2 ngày chống úng do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã có một số diện tích lúa bị thiệt hại. Huyện đã có phương án hỗ trợ giống cho xã Thủ Sĩ, nơi bị thiệt hại nặng. Theo đó, xã Thủ Sĩ là địa phương có thiệt hại lớn đối với diện tích lúa. Hiện diện tích ngập úng còn trên 40 ha. Bên cạnh diện tích lúa rau vãi, ngập nước bị chết sinh lý, thì cục bộ một số diện tích không đáng kể, gồm dưa chuột và ngô tại xã Nhật Tân, xã Hưng Đạo cũng có hiện tượng héo lá có nguy cơ chết. Chỉ đạo của Thường trực huyện ủy thì ngay trong ngày hôm nay cũng đã triển khai thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành, triển khai rà soát đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như chuẩn bị phương án hỗ trợ mạ khay và thóc giống để đảm bảo cái kịp trà vụ cũng như đáp ứng được cái hướng dẫn của Sở Nông nghiệp khắc phục hậu quả sau mưa lũ trong thời gian ngắn nhất. Các trạm bơm trọng điểm chống úng như Triều Dương, Mai Xá vẫn đang tiếp tục bơm nước ra sông Luộc. Hiện mức nước trên sông Trục vẫn ở mức cao, nên việc bơm gạn vẫn được các xã cử lực lượng dân quân tự vệ đào đắp gia cố khoanh vùng để tiêu nước. Đến hết chiều ngày 26 tháng 7, toàn huyện Tiên Lữ vẫn còn trên 70 ha diện tích lúa rau màu bị ngập úng. Vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng nay, tại quốc lộ 38 đoạn qua xã Dị Chế huyện Tiên Lữ, trước cổng công ty may Tiên Hưng, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ và một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Vào thời gian trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 90C07232 chạy theo hướng từ thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đi thành phố Hưng Yên đã va chạm với xe mô tô đi cùng chiều mang biển kiểm soát 89C11-11437. Trên xe mô tô có hai phụ nữ cùng trú tại thôn 3, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi đang trên đường đến công ty may Tiên Hưng làm việc. Vụ tai nạn giao thông khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan công an xác minh làm rõ. Đây là đoạn đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, đặc biệt vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, thường xảy ra ùn tắc cục bộ do số lượng công nhân đến làm việc và tăng ca tại công ty Tiên Hưng rất lớn. Để hạn chế các vụ va chạm giao thông, công ty cổ phần may Tiên Hưng và các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ để công nhân nắm được, đồng thời cần có giải pháp phân luồng giao thông phù hợp vào giờ cao điểm.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.